Rồi, ghe hôm nay đã hoàn thành nha cả nhà. Ghe Cần Giờ 2 đã hoàn thành 100% nha. Thì 7 ngày. 7 ngày lên qua dân thì hôm nay đã hoàn thành. Truyền Dương đến đây ghi hình cho cả nhà xem. Ghe rất là đẹp luôn. Đây là phần sau á, hôm ngày ghi được phần đầu. Và phần sau chưa được nha cả nhà. Nè. Quá đẹp cả nhà. Quá trời đẹp. Vui hôm ngày là mình 7 ngày không ta? 10 ngày vậy? Dạ. Vậy là cỡ 10 ngày ha. Nói chung là vòng vòng cỡ 10 ngày. 10 ngày lên chiếc hoa văn quá đẹp cả nhà. Trời ơi làm phiền quá. Vui chứ bác lại mở cửa cho vô ghi hình nữa cả nhà. Ôi ôi quá đẹp cả nhà ơi. Phần đuôi ha. Chú cái tay của chú quá điêu luyện nè cả nhà. Hoa văn người ta lên vậy nè. Cực kỳ đẹp luôn. Cái đoạn sau này đẹp quá trời nè cả nhà. Nói chung là xuất sắc nha. Thực phẩm ghê ngon à. Bữa mới sơ sơ ở Trường Dương thấy không có, chưa có được đầy đủ cả nhà. Thấy hoa văn cũng bình thường ha. Bây giờ quá sắc sảo rồi cả nhà. Đó, Trường Dương lấy xa ra. Bữa nay hơi rộng, nhà ghe hơi rộng. Trường Dương lấy xa xa ra cho cả nhà xem. Làm phiền bác chứ vui 10 phút. Chủ đạo màu cam nè, màu xanh, màu vàng, màu chuông. Quá đẹp. Một hoa văn giữa cũng đẹp quá trời ha. Ủa anh nghĩ chưa, còn chưa sống gì đâu. Trời ơi, còn phun phun bóng. Còn phun nữa. Phun nữa. Dạ. Là lên thì lên xong hết chân luôn rồi đó. Đúng á. Cái này là hoa văn 100% rồi nhưng mà bây giờ chỉ còn lên bóng thôi. Lên bóng thôi. Dạ. Phủ bóng. Ừ. Đẹp quá trời. Bữa mới vô á dù mà vui cũng dạ. Chưa có hoàn thành á, mình thấy nó cũng chưa có, không có gì đặc biệt ha. Dạ. Bữa nay lên hết trơn thấy đã trời. Chỉ ở phòng lên bóng là vui đó. Dạ, lên bóng. Lên bóng nữa là vui. Đẹp quá trời đẹp. Hoa văn chú ra vẽ từ chi tiết. Cái này là hoàn thành rồi đó. Dạ, hoàn thành 100% qua văn ha. Bữa nay sớm nào người ta đi Kiên Giang hết rồi. Sớm nha đi Kiên Giang hết rồi. Cái nhà ghe quá trời rộng. Tới xuống ghe này xong chỉnh lại qua bên đây mới. Ừ, chỉnh qua bên đây mới lại cho nó rộng hai bên ha. Hoa văn về cái này chỉ cần lên bóng là đã quá đẹp rồi. Lên bóng là mướt luôn. Ừ, mướt luôn á, mượt. Ở ngoài cũng hơi mưa hơi lớn á, vô đây lâm râm cũng đỡ nè. Dạ. Rồi không đi Kim Giang nè. Dạ không. Xa quá à. Mình quay vòng vòng ở đây chưa ấy nữa. Chưa có hết ghe nữa nè. Rồi có đi vô bảy chưa, tuần 7 bây giờ đang xuống ghe tập đó. Dạ, nó chỉ có tập được thứ 5 với Chủ nhật à chú. Thứ 5 với Chủ nhật à. Tuần 7 à. Dạ. Còn mấy ngày kia thì hình như là tập trên vàng cái gì á. Trên vàng. Dạ. Đi tập cho người. Thì ông kia ông gì đó, ông tập đó. Ông Khoan. Dạ. Hồi đó ông tập bên đây nè. Ừ. Ở đây bữa ngày 10 tây mới ông kia qua. Dạ. Dạ chưa qua ha. Chưa. Rồi bây giờ cây nhà lá vườn trước ha. À cây nhà.
để có trời đẹp. Nếu mà đi đi thi hoa hậu là số 1 ha. Số 1. Hoa hậu hoa văn mà truyền thống á nghe. À, cái này hoa văn truyền thống luôn phải không? Dạ. Bây giờ nhiều chiếc ghe nó lên kỹ xảo quá đó. Nhiều chiếc ghe lên đẹp thiệt nhưng mà kỹ xảo nhiều. Dạ. À, lên 3D luôn. Mỗi người một cái nét vẽ riêng. Quá đẹp cả nhà. Đây phần giữa cả nhà ha. Đây là bên tay trái của ghe cả nhà. À, mấy anh em giờ để đăng ha. Tập trung ngoài kia để chuẩn bị tập vợ các cả nhà. Chút xíu Trường Dương ra ngoài ghi hình cho cả nhà xem ha bây giờ. Cả nhà xem chiếc ghe trước ha cả nhà. Thì ghe xong 100% thì vô ghi hình cho cả nhà xem. Quá đẹp. Cái lường luôn nè. Từ chi tiết thì Dương ghi chậm nhất có thể cho cả nhà xem á. À, phía sau đuôi đó cả nhà ha. Anh đi bên kia trước không? Rồi chút xíu anh qua. À, chú nhiệt tình quá cả nhà, quá đẹp à. Chú ơi đợi con chút nha chú. Dạ. Dạ. Làm phiền quá. À, phần đuôi hết cả nhà ha. Đẹp quá trời đẹp. Thì giờ này anh em đang tập trung ở ngoài đang chuẩn bị tập vợt à. Vô ghi hình cho bà con coi chiếc ghe của Cần Giờ. Phía bên này thì hơi sáng hơn nè. Đó, quá đẹp cả nhà ha. Ghe này nếu chú đã vẽ là bao nhiêu tiền mà chú ha? 15 triệu hả chú? Toàn hoàn thành hết là xịt bóng rồi luôn đó ha. Dạ, thì là cái số tiền đó là xịt bóng luôn đó phải không? Dạ. Ủa còn nước sơn của mình ha, nước sơn của ổng luôn. Dạ. Vậy là bao ha chú ha. Bao. Dạ. Bao trọn gói ha. Dạ. Quá đẹp. Năm nào chiếc ghe nhìn thấy mê luôn á. Còn mê coi mấy hoa văn của ghe ngon lắm. Mà hôm ngày bữa con vô á coi hạ thủy xong rồi xong cái chưa có coi được cái tốc độ nữa. Rồi bữa đó ghe nó gặp sự cố nước ngập. Rồi con về luôn. Tới bữa nay mới vô lại. Bây giờ hết ngập rồi. Dạ, bây giờ bữa nay coi tốc độ nè. Dương ghi một lượt nữa cho cả nhà xem để mà cho chú đi dạ. Làm phiền. Chú mở cửa cho vô cả nhà. Nè, ghe rất là đẹp ha cả nhà ha. Tranh thủ chụp mấy tấm hình nằm thumbnail đẹp lắm. Này là phần đuôi ha cả nhà, phần đuôi rất là cực kỳ luôn. À, nguyên chiếc ghe kìa. Ghe lên hoa văn quá đẹp. Chú này ổng lên hoa văn truyền thống là nhất rồi. Con thấy chú đã vẽ nhiều chỗ. Dạ. Vẽ lâu đời hả chú ha? Dạ. Ông này vẽ phải là mẫu. Dạ. Để tay ông là vừa hút chuông lấy luôn. Lấy luôn, vẽ luôn khỏi còn mẫu tại vì mấy người kia thì vẽ là người ta ấy mẫu để cho nó lẹ. Ừ. Người ta còn đi chạy chỗ khác nữa rồi dạ. Chú là chú đây là chú lên luôn một mẫu. Vẽ tay không? Vẽ tay không. Dạ. Bây giờ á bà sĩ dễ nghe ngon chú ơi, chạy xô lắm. Nhiều người lắm. Ừ, nhiều người lắm. Dạ. Nhiều người mà dễ nghe ngon lắm. Bởi vì một năm cái mùa nghe ngon biết nhiều thợ dẻ luôn.
Năm nay có nhiều thợ mới á chú. Cái này là cây cây dầm để mình để đầu ghe ha. Dạ. Rồi chú ơi, ra chú ơi, đóng cửa. Rồi cái mắt ngồi mà không dám nghỉ. Dạ, chưa chưa. Ủa, bữa nãy anh vô nghe nói là ông ngoại là ông ngoại của vui, vui. Dạ. Tại chế con ra mua đồ hoài à. Dạ. Nó đi bán lâu rồi. Dạ. Con đi ra ngoài mà dạ. Con đi trước con đi mua đồ trước hơn là con đi quay cây ngon này nữa nè, mua đồ ngoài. Rồi mới biết anh Mười với chị. Thì con ngắm cảm ơn chú nhiều nha chú ơi. Dạ. Dương ghi hình một vòng ngoài coi cho cả nhà xem nữa ha. Rồi ra ngoài ghi hình mấy anh em tập vợt ở ngoài cái nè. Quá đẹp. Nhìn chiếc ghe thấy mê luôn. Rồi con cảm ơn chú nhiều chú ơi. Chú con ra ngoài coi tụi nó tập không? Đi á. Dạ. Rồi con Dương ra ngoài. Ở ngoài ghi hình vô nè cả nhà. Rồi. Giờ tụi Trường Dương xin kết thúc video tại đây. Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha. Rồi Trường Dương ra ngoài ghi hình mấy anh em tập vợt cho cả nhà xem.